Cái tình cảm gia đình nó cần cái sự tưới tẩm, là tâm lý của con người mà. Mình sống mình phải biết, mình phải tôn trọng mình á thì người khác mới tôn trọng mình. Mình phải biết, mình phải luôn luôn tăng trưởng cái giá trị của mình á thì người khác mới tôn trọng mình á. Các bạn phải luôn luôn á, các bạn sống có cái tình yêu thương đi. Và các bạn sống tươi mới đi. Các bạn biết làm đẹp mình đi. Các bạn biết nuôi dưỡng cái tình yêu của mình đi. Nhiều khi mình lại lo lắng chuyện những cái chuyện rất là đơn giản, cơm áo gạo tiền vâng, rồi mình nghĩ là mình có công với chồng với vợ gì của mình. Mình không biết những cái năng phẩm chất cao hơn, làm tươi mới đời sống. Sống không phải là để trôi qua ngày, để bươn trải qua ngày, mà phải biết vươn lên để mà đời sống mình còn cái gì đó nó sáng tạo, nó tươi mới, nó đà tràn ngập tình yêu thương. Mình phải nuôi dưỡng tình yêu thương nữa đối với những người xung quanh, những môi trường xung quanh của mình nữa. Đó, thì nó mới lớn mạnh. Cái cây bạn không tưới nước, bạn không cho nó tiếp xúc với ánh nắng vân vân thì nó cũng sẽ tàn héo, nó cũng sẽ chết. Tình cảm cũng vậy. Cho nên đừng có trách tại sao mà ôi tại sao tình cảm của tôi đi vào những cái sự bế tắc. Nhưng mà nghĩa là mình sống mình phải có cái gì đó nó cao thượng hơn là chuyện mà bươn trải, chuyện mà để qua ngày, chuyện mà những cái chuyện đó là cỏn con. Mà hãy sống phải biết, cái quy luật của vũ trụ để sống hạnh phúc, sống trí tuệ, nuôi dưỡng cái tình yêu thương nữa. Thì như vậy bạn có thời gian để bạn buồn chán không? Bạn có thời gian để bạn tủi thân không? Bạn có thời gian để bạn đau khổ không? Không, tôi quá bận để tôi yêu thương, tôi quá bận để tôi làm đẹp cuộc đời trong mọi lĩnh vực. Tôi quá bận để tôi khám phá thế mạnh của tôi quá bận để làm đẹp cuộc đời. Cho nên tôi sẽ không có thời gian để tôi khổ được. Tôi buồn chán với cuộc đời của tôi được, không có thời gian để cho những cái điều đó. Good job.